cung kính kính Phật. Tịnh Ảnh Sư nói: kính hà Phật ân, danh gì kính Phật? Trước hết phải kính trọng cha mẹ. Đề xướng hiếu đạo. Hiếu đạo là gốc cội lớn nhất trong nhất thiết pháp thế xuất thế gian. Phật đạo được xây dựng trên cơ sở hiếu đạo. Dạy hiếu, dạy kính. Người giác ngộ chân chính thì giống như trong Bồ Tát Giới Kinh thường nói, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Ý này muốn nói lên điều gì? Dùng cái tâm hiếu thân để đối xử với tất cả đại chúng. Thì cái hiếu của quý vị đã làm đúng rồi. Ân thầy giống như cha mẹ. Điều này trong kinh Phật giảng rất hay. Thân mạng chúng ta có được nhờ cha mẹ, trí tuệ của chúng ta có được nhờ ơn thầy. Trong truyền thống văn hóa xưa, địa vị của người thầy là bình đẳng với cha mẹ. Con cái của thầy quan hệ với chúng ta chẳng khác gì so với huynh đệ ruột thịt. Suốt đời quan tâm thăm hỏi lẫn nhau, phải chăm sóc lẫn nhau, phải hỗ trợ hợp tác với nhau, không phải là người ngoài. Vì thế xã hội có thể hài hòa, xã hội muốn trị an lâu dài phải dựa vào giáo dục. Dựa vào giáo dục hiểu thân tôn sư. Điều này không thể không biết. Dùng phương pháp gì để làm? Tổ chức một hoạt động quy mô, đây là tuyên truyền. Hiện nay không những phải mở trường học, còn phải có điểm thí nghiệm. Nếu đúng là làm được, mọi người nhìn thấy cảm động rồi, tin tưởng rồi. Vì thế điểm thí nghiệm này rất quan trọng. Có làm thành công không? Trước đây chúng tôi từng làm ở Lô Giang Thang Trì, làm rất thành công. Nếu đúng là làm thành công rồi thì rất có hiệu quả. Chúng tôi hoạt động lớn đều tuyên truyền. Sau khi tuyên truyền xong, quý vị đến đó xem, quý vị sẽ nhìn thấy. Do đó điểm này rất quan trọng. Thang Trì nơi này đóng cửa rồi, chúng tôi ra đi rồi. Đài Loan đang làm. Đài Loan có hai địa phương đang làm. Mọi người đều rất nỗ lực. Đây là điều mà mọi người trên toàn thế giới đang chờ đợi, đều muốn thật sự nhìn thấy. Đầu tháng 6 tôi giảng kinh ở Nhật Bản nửa tháng.
Các bạn ở Nhật Bản đều muốn làm. Đây là việc tốt, có thể thực hiện dạy học truyền thống đúng nghĩa. Thiên tai ở Nhật Bản sẽ được giảm bớt đi nhiều lần. Chúng tôi không dám nói là không có, sẽ giảm bớt. Chúng tôi lạc quan tin tưởng như vậy. Văn hóa Nhật Bản từ Trung Quốc truyền qua, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Người dân sống ở vùng nông thôn rất chất phác, cho đến ngày nay vẫn còn rất rõ ràng. Cho nên chúng tôi đến Nhật Bản giống như được trở về thời Xuân Thu Chiến Quốc vậy. Người ở nông thôn vô cùng chất phác. Tứ đức trong Hoàng Nguyên Quán ở Nhật Bản vẫn còn có thể nhìn thấy bóng dáng. Tùy duyên diệu dụng, oai nghi hữu tắc, nhu hòa chất trực, đại chúng sanh khổ. Có thể nhìn thấy một số, thật hiếm có. Kính hà Phật ân, danh gì kính Phật, phải biết cha mẹ có ân với chúng ta, người thầy có ân với chúng ta, Phật có ân với chúng ta, quốc gia có ân với chúng ta, tất cả chúng sanh có ân với chúng ta. Nhà Phật nói thượng báo tứ trọng ân. Hà giả thừa đảm lĩnh thụ chi nghiệp, Như Lai vạn kiếp quân tu nhập Phật tri kiến. Nãi dĩ Phật chi tri kiến khai thị ngã đẳng, phổ lệnh ngộ nhập. Nghĩa là Phật có ơn đức gì với chúng ta, ở đây đều nói ra rồi. Trí tuệ của Phật, đạo đức của Phật, dạy học của Phật là từ vô lượng kiếp tu mà có. Đời đời kiếp kiếp, diễn diện không đoạn tuổi. Ngài thật sự nhập Phật tri kiến. Nhập Phật tri kiến là Ngài thành Phật rồi, Ngài chứng quả rồi. Cho dù là thầy của thế gian thì cũng phải có mấy chục năm học tập, đem công phu, kinh nghiệm, tâm đắc đến chia sẻ với chúng ta, đến dạy bảo chúng ta, đến giúp đỡ chúng ta. Quý vị dám nói không có ân đức sao? Nông dân cày ruộng chịu nhiều khổ cực, thu hoạch được nông sản đều cúng dường chúng ta, để cho chúng ta ăn no, có thể mặc ấm. Đây là ân đức của họ. Tất cả chúng sanh, mọi ngành mọi nghề đều có ân đức với chúng ta. Chúng ta không thể quên được. Chúng ta dùng cái gì để báo đáp họ?
siêng năng nỗ lực trong công việc của chính mình để báo đáp cho họ. Chúng ta mới không có lỗi với họ. Giáo dục của Đức Phật chính là dùng tri kiến của Phật khai thị chúng ta, phổ lệnh ngộ nhập, phổ biến để chúng ta đi giác ngộ, kế nhập cảnh giới. Mỗi người chúng ta căn tánh không giống nhau, có người nhập được cạn, có người nhập được sâu. Vì thế Bồ Tát cũng có 51 cấp bậc, từ sơ tính vị đến đạt giác, 51 địa vị. Chúng ta phải không ngừng đi thâm nhập, hy vọng chứng đắc cuối cùng viên mãn.